mận huyện Mộc Châu mới có một ngày vui như vậy. Ở trên cây thì quả xoài chịu chịt, còn ở trong vườn thì rất nhiều du khách đã đến thăm và mua mận. Mận hồng Mộc Châu năm nay được mùa, được giá, bà con vô cùng phấn khởi. Tổ chức cái ngày hội như thế này là rất là có ý nghĩa quan trọng lắm cho nhân dân. Để làm sao cái quả của ta nó có giá. Đấy. Ông Hầu A Tang vừa được vinh danh là một trong những người trồng mận tiêu biểu năm 2022 của huyện Mộc Châu. Những người trồng mận như ông bây giờ không chỉ phấn khởi vì quả mận đang bán được giá vào trúng mùa, mà còn vui vì năm nay đang có nhiều khách du lịch trở lại. Tự tay mình hái những quả mận ở trên cây và mình đã được thưởng thức những quả mận ở tại vườn. Mình cảm thấy rất là ngon và tuyệt vời. Vài năm gần đây, mận Sơn La không chỉ bán quả tươi cho khách, mà nhiều hợp tác xã còn thu mua của bà con để chế biến thành nhiều sản phẩm, kéo dài thời gian tiêu thụ của các loại nông sản nức tiếng này của tỉnh Sơn La. Nhiều sản phẩm như thế cũng đã được giới thiệu tại ngày hội hái quả năm nay. Ngoài cái việc mà tạo lập cái thương hiệu, rồi là xác định cái chỉ dẫn cái vùng trồng cho quả mận, và cũng đang tập trung tới hướng là phát triển một số sản phẩm chế biến từ mận, ví dụ như là rượu mận hoặc là mứt mận. Ngày hội hái quả huyện Mộc Châu năm nay được tổ chức ngay sau giải chạy marathon đường mòn Việt Nam và lại vào ngày cuối tuần nên lượng khách tăng đột biến. Họ say sưa trải nghiệm văn hóa bản địa và đặc sản địa phương trong suốt một ngày hội, cũng không quên mang những trái mận do chính bàn tay mình hái về làm quà cho bạn bè và người thân.